Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin nổ kho đạn ở Gia Lai đặt câu hỏi về năng lực quản lý vũ khí của quân đội Việt Nam. Vào sớm ngày 2 tháng 2, tức là mùng 2 Tết, kho đạn K870 thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tại huyện La Rai, tỉnh Gia Lai bất ngờ phát nổ, cột khói cao hàng chục mét. Truyền thông Việt Nam đưa tin có khoảng 10 hộ dân sống gần khu vực nổ đã được chính quyền di dời, không có thương vong. Đây là hình ảnh vụ nổ nhìn từ xa qua hình chụp video clip. Trên kênh 14 viết rằng, thông tin ban đầu xác định vụ cháy diễn ra với quy mô không lớn và người dân không có thiệt hại gì sau vụ việc. Trang này cũng cho rằng, thông tin ban đầu đây là một vụ cháy xảy ra tại khu vực kho quân khí. Nhiều lực lượng đã tiếp cận hiện trường để xử lý đám cháy và di dời người dân vùng lân cận ra khỏi địa bàn. Theo đó, hiện trường đã được phong tỏa nghiêm ngặt, người ngoài không thể tiếp cận. Tờ báo Người Lao Động thì chỉ trích lời ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Sa, huyện Gia Rai, nói rằng có một số ít hộ dân ở dọc theo trục đường đã được sơ tán đến nơi an toàn. Rất may, người dân không có ai bị thương. Bên trong kho thì chính quyền địa phương không tiếp cận được nên không rõ tình hình như thế nào. Trên trang Facebook của Đài Tiếng Nói BBC tiếng Việt, hình ảnh vụ nổ này nhanh chóng thu hút trên 110.000 người bạn đọc và có hơn 5.500 lượt tương tác chỉ sau có vài giờ đăng bài. Có ý kiến hỏi rằng nhiều vụ xảy ra trong quân đội thuộc loại không thông tin mật, nên việc này khó biết vì sao, và cũng có người thì bình luận rằng phải kỷ luật mấy ông có trách nhiệm, vì đây là tiền của nhân dân, vô trách nhiệm quá. Chính quyền cho biết vụ việc này đang được điều tra theo trang báo Người Lao Động. Và quản lý kho đạn dược như thế nào cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Ngược dòng thời gian, có vẻ như các vụ nổ kho đạn ở Việt Nam những năm gần đây diễn ra không ít. Điều này đặt ra quan ngại về khả năng quản lý vũ khí, đạn dược của chính quyền. Ngày 28 tháng 6 năm 2020, tại xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, cũng bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn kèm theo tiếng nổ rất lớn. Báo Giao thông cho biết, đây là doanh trại quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý nên họ có cơ quan điều tra riêng. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khu vực này vốn được biết đến là kho đạn của quân đội. Thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy ngọn lửa và cột khói bốc lên cao hàng chục mét. Thỉnh thoảng có tiếng nổ lớn với mùi thuốc súng phát ra khiến nhiều người hoang mang. Đây là hình ảnh ngọn lửa và cột khói bốc cao tại doanh trại quân đội vào đêm 28 tháng 6 năm 2020 tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đại diện lãnh đạo công an thị xã Phổ Yên cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, đơn vị đã triển khai lực lượng hỗ trợ bảo đảm bảo an toàn, an ninh và giao thông ở vòng ngoài. Đây là doanh trại quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý nên họ có cơ quan điều tra riêng. Đêm qua, bản thân chúng tôi muốn vào gần hiện trường để nắm bắt tình hình, hỗ trợ công tác chữa cháy mà cũng không được họ cho phép đi qua cổng, nên chúng tôi không nắm được thông tin gì ở bên trong cơ quan. Lãnh đạo công an thị xã Phổ Yên đã nói như vậy. Ngày 10 tháng 1 năm 2018 thì trước đó cũng nổ kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273 đóng ở xã Gia Căng, huyện Đắk Đoa, Gia Lai. Báo chí cũng viết là không có thiệt hại gì về người. Theo công văn hỏa tốc vào ngày 11 tháng 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai gửi các cơ quan chức năng, là khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 1, tại kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273 xảy ra vụ nổ. Kho đạn này có 61 tấn đạn các loại. Theo công văn hỏa tốc vào ngày 11 tháng 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai gửi các cơ quan chức năng, thì thông tin cũng không được chia sẻ rõ hơn. Khoảng 5 phút đầu chỉ có đạn nhọn nổ, sau đó nhiều tiếng nổ lớn kéo theo dài khoảng 20 phút, rồi cứ 5 phút lại có tiếng nổ. Đến khoảng 3 giờ 45 phút sáng vào ngày 11 tháng 1 thì tiếng nổ mới chấm dứt. Đây là hình ảnh từ rất xa, vẫn có thể nhìn thấy cột khói lửa bao trùm một vùng sau vụ nổ kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Lê Viết Phẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Đoa cho biết kho chứa đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273 dài 20m, rộng 7m, tựa lưng vào núi chọc, được bao xung quanh bởi các ụ đất lớn, nên khi phát nổ không văng ra xa bên ngoài, nhờ vậy không gây thương vong.
không chỉ xảy ra ở bên quân đội, công an Việt Nam cũng có phần vào danh sách này. Đó là trưa ngày 5 tháng 8, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực cất giữ tang vật vũ khí, vật liệu nổ của công an tỉnh Hà Giang. Tường thuật vụ này, báo Tuổi Trẻ nói rằng vị trí của kho cất giữ tang vật này nằm ở giáp ranh giữa phường Minh Khai, thành phố Hà Giang với xã Phổ Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã Phổ Linh cho biết ông nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Người dân ở vị trí cách khu đất giữ tang vật vũ khí khoảng 10 km vẫn có thể nghe thấy. Sau tiếng nổ, người dân thấy cả một cột khói trắng bốc lên từ kho cất giữ tang vật vũ khí của công an tỉnh. Tiếng nổ cũng rung chuyển cả một khu vực, khiến nhiều người dân hoảng hốt. Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng xe công an, xe chữa cháy kéo còi hụ chạy vào khu vực cất giữ tang vật vũ khí. Vị lãnh đạo này đã nói như vậy. Cũng được biết vào hồi năm 2013 có ít nhất 20 người đã thiệt mạng, 100 người bị thương trong vụ nổ tại xí nghiệp 4 của nhà máy Z-121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng của Bộ Quốc phòng, nơi chuyên sản xuất pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ. Các nguồn tin cho biết tai nạn xảy ra tại xí nghiệp 4 của nhà máy Z-121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng của Bộ Quốc phòng, nơi chuyên sản xuất loại pháo chuyên dụng này. Đây là hình ảnh vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ làm 23 người chết, 71 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được báo trong nước nói là do thuốc nổ pháo hoa tự bốc cháy. Nơi xảy ra vụ nổ là dây chuyền sản xuất 17A của xí nghiệp 4, là nơi làm việc của 300 công nhân, đa phần là nữ. Tuy nhiên, vì hôm nay là ngày nghỉ nên ít người đi làm hơn bình thường, báo điện tử Việt Nam Express cho biết. Trang này dẫn lời ông Phí Xuân Trung, Chủ tịch xã Hải Xuân cho hay, vụ nổ bắt đầu từ 7 giờ 55 phút sáng, kéo theo liên tiếp những tiếng nổ hàng tiếng đồng hồ sau đó. Ông Trung cũng cho biết hàng nghìn người dân đã di tản khỏi khu vực bị bốc cháy. Những hình ảnh do người dân trong khu vực quay lại cho thấy khu vực nổ đã gây ra đám cháy rất lớn. Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Dương Đức Hòa, Tư lệnh Quân khu 2 đã tới hiện trường để chỉ đạo cứu hộ và khống chế vụ nổ, vốn kéo dài đến tận chiều ngày 12 tháng 10. Trang tin Việt Nam Express cho biết. Còn Thiếu tướng Lê Quang Đại, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, người có mặt tại hiện trường vụ nổ, nói với Việt Nam Express rằng hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được kho thuốc pháo bị nổ mà mới chỉ ngăn cách được hai cụm kho gần đó để ngăn đám cháy lan rộng. Ông Đại cũng cho biết do cơ chế cháy đặc thù của kho thuốc pháo, chỉ sau khi tiếng nổ đã dứt hơn một tiếng thì mới có thể tiến vào dập đám cháy này. Đây là hình ảnh nhiều người được đưa ra khỏi bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Trang này cũng nói tránh văn phòng nhà máy Z-121 cho biết đây là tai nạn và công ty đang tập trung giải quyết. Theo ông Đại, có vài chục công nhân đang làm việc ở thời điểm phát nổ nhưng phần lớn đã chạy thoát. Chúng tôi vẫn chưa biết có bao nhiêu người bị mắc kẹt ở trong nhưng có thể vẫn còn, ông nói. Một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nói vụ nổ xảy ra trong khi các công nhân đang tập trung viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực trung tâm của nhà máy nên thương vong không nhiều, Việt Nam Express cho biết. Một đại diện của bệnh viện huyện Thanh Ba được tờ Việt Nam Express cũng dẫn lời cho biết hiện có rất nhiều người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện và chưa xác định được là bao nhiêu và toàn bộ họ trong tình trạng bị thương rất nặng. Vị đại diện này cũng nói đang có lo ngại rằng còn nhiều nạn nhân nằm sâu trong vụ nổ. Trong khi đó, trang giáo dục.net nói có nhiều người bị thương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã cho triệu tập khẩn cấp các bác sĩ, y tá, bệnh viện đang nghỉ ở nhà. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh cũng được thông báo sẵn sàng ứng phó. Cũng trang này cho biết chính quyền tỉnh đã phong tỏa khu vực nằm trong bán kính 3 km quanh hiện trường vụ nổ và các xe cấp cứu được nhìn thấy là đang lao nhanh từ hiện trường vụ nổ về bệnh viện. Dường như nhiều vụ nổ đều có đặc điểm chung được báo chí của nhà nước Việt Nam nêu là không có hoặc ít thiệt hại về người. Báo chí không được tiếp cận hiện trường, các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương vào cuộc và người dân không thể biết gì. Kính mời các bạn xem bản tin năm Nhâm Dần 2022, lối thoát nào khỏi vòng xoáy tha hóa quyền lực. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào hôm 20 tháng 1 đã đặt câu hỏi: vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế, nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực
không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó. Liệu có ai là chỗ dựa, có ai chống lưng cho hành vi tham nhũng tiêu cực này hay không? Nhiều người cho rằng ông Trọng giả vờ ngô nghê khi nói như vậy bởi nguyên nhân cơ bản chính là thể chế độc tài toàn trị tạo ra bởi Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đam mê quyền lực của Nguyễn Phú Trọng cùng đồng bọn của ông chính là nguồn gốc tự thân của tham nhũng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm các cố Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm 28 tháng 1 năm 2022. Bọn quan lại cấu kết với nhóm lợi ích ăn trên những dự án cướp đất dân lành như Thủ Thiêm, Đồng Tâm, ăn trên máu mủ bệnh nhân ung thư bằng thuốc giả của Việt Nam Pharma, rồi ăn trên con Covid, dịch bệnh từ khi mới bùng phát như vụ CDC Hà Nội, cho đến vụ kít giả Việt Á, rồi mới đây ăn trên những chuyến bay giải cứu đồng bào với giá cắt cổ gấp 5 lần bình thường. Đó chính là sự tha hóa của quyền lực nhà nước và sự lũng đoạn của nhà nước, nay được soi chiếu kỹ càng hơn trong bài viết của tiến sĩ Phạm Quý Thọ được đăng tải. Năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm lần thứ 92 ngày thành lập mùng 3 tháng 2 năm 1930 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hủy hoại nền kinh tế và thay đổi xã hội. Khi cuộc sống người dân đang vật lộn để thích nghi an toàn, thì quốc nạn tham nhũng đang lũng đoạn nhà nước, phản ánh sự tha hóa tuyệt đối quyền lực, khiến tình hình thêm thê thảm. Dư luận chưa hết bàng hoàng, chính quyền chưa kết thúc điều tra về đại án Việt Á về quy mô trục lợi một cách trắng trợn và tính chất phức tạp của hệ thống lũng đoạn nhà nước. Thì mới đây, vào 28 tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh khám xét bắt khẩn cấp bị can đối với 4 cán bộ lãnh đạo là Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Chánh văn phòng và Phó phòng bảo hộ công dân thuộc Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Thật chớ trêu là hai địa chỉ có các bị can điều tra nêu trên lại vừa được vinh danh vì thành tích chung tay chống dịch COVID. Công ty Việt Á còn được ông Chủ tịch nước khi đó là ông Nguyễn Phú Trọng tặng huân chương lao động hạng 3 và hai lãnh đạo của Cục lãnh sự được nhận bằng khen của nhà nước. Đây là hình ảnh Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân và chống dịch. Một số phát ngôn bên lề những bộc bạch từ lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà giới truyền thông ghi được rằng các quan chức hư hỏng họ ăn không từ thứ gì và rằng nếu kỷ luật hết thì lấy ai làm việc, cho thấy mức độ suy thoái chính trị, đạo đức trong hệ thống chính trị trầm trọng như thế nào. Như đã biết, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã phát động và thúc đẩy chiến dịch đốt lò suốt gần 3 nhiệm kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đây vào ngày 20 tháng 1 năm 2022, khi chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực lần nữa cũng đã thừa nhận các diễn biến tham nhũng tiêu cực vẫn rất tinh vi, phức tạp. Vấn đề nhức nhối và trắng trợn mặc dù những giải pháp mạnh và đặc biệt để chống tham nhũng như kiểm tra khi có dấu hiệu được tiến hành. Từ khi thành lập ban để tăng cường chống tham nhũng vào năm 2013 đến nay, tình hình vẫn kéo dài nghiêm trọng. Số vụ việc vẫn tăng lên và mang tính hệ thống. Như trong báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện chống tham nhũng vào năm 2021, một số liệu được ghi nhận rằng đã khởi tố điều tra 3.725 vụ trên tổng số 7.066 bị can, tăng 1.186 vụ. Về tội tham nhũng, chức vụ, lợi dụng quyền hạn kinh tế, trong đó án tham nhũng chức vụ đã khởi tố là 390 vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 19 đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 13 vụ án, khởi tố mới 10 vụ án, khởi tố thêm 103 bị can trong 20 vụ án. Điểm nổi bật là khởi tố mới nhiều vụ án lớn, mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can là cán bộ cấp cao cả đương chức và nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Đây là hình ảnh cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đồng loạt bị đề nghị truy tố vì xẻ nát, cạo chọc núi Chín Khúc, Nha Trang để làm khu du lịch tâm linh.
Trước thực trạng tham nhũng tiêu cực của cán bộ đảng viên trầm trọng và kéo dài, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt vấn đề cải cách chính trị, trong đó trọng tâm là việc chỉnh đốn và xây dựng đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh và đặt cược cải cách thể chế vào công tác cán bộ. Tuy nhiên, cách tiếp cận chính sách rằng các quan chức suy thoái, hư hỏng là do chính họ tự diễn biến, tự chuyển hóa, chỉ nhằm duy trì chế độ, khiến cho các giải pháp dường như rơi vào bế tắc. Nguyên nhân thực sự của thực trạng suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống của quan chức trong chế độ toàn trị chính là sự tha hóa quyền lực. Nhà sử học người Anh Lord Acton từng phát biểu rằng quyền lực có xu hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Nhận định này được viết vào năm 1887, nghĩa là cách đây 135 năm, từng là luận cứ cho việc hoàn thiện chế độ dân chủ dựa trên việc kiểm soát quyền lực qua phân quyền và các thể chế khác như quyền tư hữu, quyền tự do cá nhân, vân vân. Nhận định trên của Lord Acton vẫn rất đúng như một lời tiên đoán về sự tha hóa tuyệt đối quyền lực trong các chế độ độc đoán, toàn trị với mãnh lực là đuổi theo đuổi thuộc tính. Hơn thế, lời cảnh báo này phản ánh tính chu kỳ, thịnh suy của vòng luẩn quẩn tha hóa quyền lực, trong đó luôn xuất hiện các nhà độc tài khiến chế độ sụp đổ. Thực tế đã chứng minh chế độ Đảng Cộng sản toàn trị là mô hình Xô Viết ra đời vào năm 1917 đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bị Phạm Nhật Vượng lợi dụng trở thành một nhân viên đại diện cho VinGroup để trao giải VinFuture. Trong lúc đó, VinGroup mở hết công suất quảng bá cho chiến lược mới về xe ô tô điện, nhưng cuối cùng cũng lỗ vốn lớn. Trong vòng đời gần 74 năm, các trò chơi quyền lực trong cung đình luôn diễn ra và luôn kết thúc bằng hoặc là sự phế truất hoặc là sự sùng bái cá nhân. Như đã biết, sau khi Lenin chết vào năm 1924, Stalin đã cầm quyền 29 năm cho đến cuối đời. Nikita Khrushchev cũng đã nắm quyền hơn 10 năm đến khi bị phế truất vào năm 1964. Brezhnev giữ chức vụ Tổng Bí thư 19 năm đến khi chết năm 1982. Người có nhiều huân chương, huy chương nhất thế giới với tổng số 114 huân huy chương các loại. Còn Mikhail Gorbachev, người từng thúc đẩy công khai và cải tổ, đã là Tổng thống Liên bang tự xưng chưa đầy một tháng trước khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Ông ấy bị phán xét là tội đồ hay anh hùng bất đắc dĩ tùy theo cách nhìn, nhưng chắc chắn là bài học sống cho các biến thể sau này của mô hình toàn trị. Mô hình Trung Quốc là một biến thể chủ yếu còn tồn tại, trong đó Mao Trạch Đông đã cầm quyền từ năm 1949 đến khi chết vào năm 1976. Sau đó đã cải cách và mở cửa với thế giới để tránh sụp đổ. Giới hạn nhiệm kỳ của lãnh đạo đảng, tuổi và nguyên tắc lãnh đạo tập thể được thực hiện để tránh nguy cơ tha hóa quyền lực. Động lực thị trường thay thế kế hoạch hóa tập trung cũng đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, đảm bảo duy trì tính chính danh của chế độ của Đảng Cộng sản toàn trị và sự chuyển giao quyền lực qua bốn thế hệ lãnh đạo, từ Đặng Thủ Bình cho đến khi Tập Cận Bình nắm cương vị tối cao. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước, đó là vào năm 2012. Đây là hình ảnh cùng lúc Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh đã bỏ cọc đấu giá kỷ lục đất Thủ Thiêm và Chủ tịch FEC bán chui cổ phiếu 75 triệu cổ phiếu, khiến thị trường nhiễu loạn, nhà đầu tư thua thiệt vô cớ mà không biết kêu ai. Phá bỏ giới hạn nhiệm kỳ, thanh trừng phe phái, sùng bái cá nhân là những hành động chủ yếu chuẩn bị cho đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào quý 3 năm 2022, có thể khởi đầu cho sự lãnh đạo trọn đời. Ông ta đã thâu tóm quyền lực tuyệt đối để trở thành nhà độc tài không chỉ trong nước mà còn đối với thế giới khi thúc đẩy Trung Quốc trỗi dậy hùng hằng. Theo mô hình Trung Quốc, chế độ toàn trị ở Việt Nam được duy trì với sự tăng trưởng về kinh tế nhờ chính sách đổi mới vào năm 1986. Tuy nhiên, như đã biết, nó đã và đang rơi vào vòng bất ổn từ hơn một thập kỷ gần đây. Hai nhiệm kỳ của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 12 năm 2016 và Đại hội 13 vào năm 2021 thì có các trường hợp đặc biệt đã được viện dẫn cho sự phá bỏ các nguyên tắc và sự quy định kiểm soát tha hóa quyền lực của đảng.
chế độ Đảng Cộng sản toàn trị ở cả Trung Quốc và Việt Nam đang rơi vào vòng xoáy của tha hóa tuyệt đối quyền lực dưới những hình thức đặc thù. Đặt cược vào công tác cán bộ và chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, nhưng các chính sách cải cách được Đảng quyết định tiến hành đang không mang lại kết quả như mong muốn, khiến cho rủi ro đang lớn dần đối với các chế độ. Trong bối cảnh như vậy, gần đây xuất hiện tin đồn về sự chuyển giao quyền lực Tổng Bí thư Đảng Cộng sản sắp diễn ra. Đây có thể chỉ là thuyết âm mưu, nhưng câu hỏi là lối thoát vòng xoáy tha hóa quyền lực, nguyên nhân thực sự của tình trạng tham nhũng trầm trọng hiện nay đang là vấn đề thực tế cấp thiết mà hiện chưa có câu trả lời thỏa đáng.